bác sĩ ghi đơn cho những người hoàn toàn không có bệnh tật. Quý vị thân mến, lại thêm một vụ bác sĩ và nhân viên y tế gian lận bảo hiểm y tế được phanh phui, lần này là Bệnh viện Đa khoa Thái An, tỉnh Nghệ An, với việc phó giám đốc và nhiều thuộc cấp bị bắt. Như đã thông tin, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can là các điều dưỡng, bác sĩ, trong đó có một phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái An về tội gian lận bảo hiểm y tế, hay hiểu nôm na là khám bệnh ảo. Theo điều tra của Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm thương mại không có bệnh, không có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, nhưng được các cò móc nối đến Bệnh viện Đa khoa Thái An nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm y tế. Từ năm 2011 đến đầu năm 2023, Bệnh viện Đa khoa Thái An đã lập khống 153 hồ sơ bệnh án. Các đối tượng trục lợi bảo hiểm đã thanh toán, giải quyết quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện với các công ty bảo hiểm thương mại với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đáng nói là tình trạng khám bệnh ảo như ở Bệnh viện Đa khoa Thái An không phải là lần đầu tiên. Trước đó và nhiều lần trước đó nữa, như hồi tháng 6 năm 2023, cơ quan chức năng cũng phát hiện 6 phòng khám ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm khống hàng trăm ngàn giấy nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng, trong đó có 5 bác sĩ để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Đọc những dòng tin về bác sĩ khám bệnh ảo để trục lợi trên báo, không thể không liên tưởng đến một đoạn trích kinh điển trong tiểu thuyết Thành trì của Archibald Russell Crowe, người Scotland, xuất bản lần đầu cách đây hơn 80 năm. Thành trì là một trong những cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ sinh viên y khoa ở Việt Nam bởi nó phơi bày đến tận cùng mặt trái của nghề y thông qua những cuộc chiến chống lại hệ thống y tế bảo thủ, lạc hậu, cũng như bác sĩ chạy theo tiền tài danh vọng, coi rẻ tính mạng bệnh nhân. Thành trì là cuốn tiểu thuyết được tái bản nhiều lần không chỉ ở Việt Nam, số liệu từ các trang bán sách trực tuyến. Và một trong những lý do tiểu thuyết này bán chạy là dù bản thảo này đã được viết ra hơn 80 năm, nhưng nhiều vấn nạn về nghề y được nêu ra từ đó ở tận nước Anh xa xôi, nay đọc lại vẫn còn thấy rất gần gũi và thời sự với người đọc Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Như ví dụ về bác sĩ ghi đơn cho những người hoàn toàn không có bệnh tật gì và nhắc họ phải đến tái khám, khám lại nữa. Đó là thành công của nhà văn, cũng là bác sĩ Archibald Joseph Crane, nhưng là một thất bại đối với ngành y tế, dĩ nhiên không chỉ mỗi xứ mình. Từ chủ trương không tăng học phí, cần hướng đến lộ trình miễn phí. Thưa quý vị, không tăng học phí trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay là chủ trương nhân văn và hợp lý, nhưng về lâu dài, cần tính đến lộ trình miễn học phí từ mẫu giáo tới trung học cơ sở, thậm chí là miễn cả trung học phổ thông ở các cơ sở giáo dục công lập. Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81 năm 2021 về cơ chế thu, quản lý học phí công lập, trong đó có nội dung không tăng học phí năm học 2023-2024. Trên thực tế, việc áp dụng Nghị định 81 có rất nhiều bất cập, nhiều nội dung chưa phù hợp với luật giáo dục, luật cư trú, luật căn cước. Quá trình thực hiện, các địa phương lúng túng trong việc xác định cơ sở để ban hành mức học phí và sự phức tạp khi làm thủ tục miễn giảm học phí với từng đối tượng. Bởi lẽ, nhiều từ ngữ trong Nghị định 81 còn dẫn đến cách hiểu khác nhau. Từ đầu tháng 5 năm 2023, Chính phủ đã ra nghị quyết của Văn phòng Chính phủ đều liên quan đến việc khẩn trương sửa đổi bổ sung Nghị định 81 cho phù hợp với thực tế. Thế nhưng cho đến hết tháng 7, mặc dù đã được yêu cầu khẩn trương, nhưng đơn vị chủ trì là Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa ra được nghị định sửa đổi. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh vẫn tiếp tục áp dụng Nghị định 81 để ban hành khung học phí cho năm học tới. Trong đó có những địa phương tăng khá mạnh về học phí so với năm học trước như Bắc Giang, Long An, Hà Nội. Nhưng cũng có địa phương đã và đang dự kiến tiếp tục thực hiện chính sách miễn học phí như Đà Nẵng và Hải Phòng. Câu hỏi ở đây là việc thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập có phải là giải pháp giảm gánh nặng về chi phí giáo dục đối với ngân sách nhà nước hay không? Năm ngoái, Đà Nẵng chi 408,2 tỷ đồng để thực hiện chính sách miễn học phí cho toàn bộ học sinh từ mẫu giáo tới trung học cơ sở. Chỉ có trẻ mầm non và học sinh trường có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện được miễn học phí. Tổng thu ngân sách năm 2022 của Đà Nẵng là khoảng 24.131 tỷ đồng, nghĩa là số tiền hỗ trợ học phí chỉ chiếm 1,6%, hay Hải Phòng chi khoảng 400 tỷ miễn học phí cho các học sinh, trong khi thu ngân sách cả năm là 106.000 tỷ đồng. Mức chi hỗ trợ giáo dục chỉ chiếm 0,3% tổng thu ngân sách. Các con số trên cho thấy, việc miễn học phí không ảnh hưởng lớn tới ngân sách địa phương. Hay nói cách khác, tiền thu từ học phí chiếm tỷ trọng rất nhỏ và không thể coi đây là một nguồn thu chính cho địa phương, trong khi đối tượng thụ hưởng chính sách miễn học phí là rất lớn nếu áp dụng.
Từ kinh nghiệm và thực tế các địa phương thực hiện chính sách miễn học phí, đã đến lúc hướng đến lộ trình miễn học phí đối với giáo dục công lập. Đó là cách giảm áp lực cho người dân và là cách đầu tư cho giáo dục, cũng là đầu tư cho tương lai. Đội tuyển nữ Việt Nam sau World Cup đừng lãng quên họ như đã từng. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài sau khi rời sân chơi World Cup nữ 2023. Mặc dù thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trắng tay rời giải đấu, thủng lưới 12 bàn, nhưng vẫn có đông người hâm mộ ra sân bay đón một cách nồng nhiệt. Hình ảnh người hâm mộ vui cười chào đón các cầu thủ cho thấy có sự cảm thông và tất nhiên là có sự ghi nhận về nỗ lực của đội tuyển. Tiền đạo Huỳnh Như bộc bạch: "Tôi không nghĩ khi bước ra khỏi sân bay lại có đông đảo người hâm mộ đón chúng tôi đến như vậy. Tình cảm của mọi người khiến cho chúng tôi cảm thấy rất ấm áp. Lần đầu tiên vào vòng chung kết World Cup nữ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là một dấu mốc lịch sử bóng đá nước nhà, điều mà đội tuyển nam chưa thể làm được." Nhìn lại hành trình của bóng đá nữ, chỉ qua lời kể của huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đủ để thấy những khó khăn, trong đó ngầm chứa sự lãng quên của cuộc đời đối với họ. Ông Mai Đức Chung tiết lộ, có thời kỳ đội tuyển nữ được phát áo mà không có quần. Nói ra điều này thật quá cay đắng, nhưng đó là những gì mà đội tuyển nữ đã trải qua. Đội tuyển nữ chỉ mới được quan tâm gần đây khi các bạn giành được những thành tích xuất sắc trên đấu trường khu vực, còn trước đó không mấy ai để mắt tới họ, cởi giày rời giải là về đi kiếm sống qua ngày. Nói thẳng, sự ra đời của đội tuyển nữ theo kiểu tự sinh, nếu như không có sự nỗ lực của từng cầu thủ để đem lại chiến thắng ở các giải đấu khu vực thì coi như tự diệt. Cho nên, từ không có quần mà vào tới được World Cup là điều quá sức tưởng tượng. So sánh với các đối thủ mà họ chạm trán ở giải đấu là Mỹ, Bồ Đào Nha, Hà Lan, quả là một khoảng cách quá xa về sự đầu tư. Cái ăn cái mặc còn chưa đầy đủ, nói chi đến chuyện luyện tập kỹ thuật, giao lưu quốc tế. Cho nên đội tuyển nữ không có nổi một bàn thắng ở World Cup 2023 không phải là một chuyện lạ. Từ sau mốc lịch sử này, cần đánh giá một cách khoa học về thực lực đội tuyển bóng đá nữ và có chiến lược đầu tư nghiêm túc. Muốn chơi sân quốc tế thì phải đầu tư đúng chuẩn quốc tế, ăn uống thiếu thốn, đá sao lại với các cầu thủ dồi dào thể lực. Còn nhiều tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế khác, nước mình tuy còn nhiều khó khăn nhưng chắc chắn đủ sức đầu tư cho đội tuyển nữ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. We'll be right back.